Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Trong video hôm nay thì em đang vừa hoàn thiện xong một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia với kích thước là chân 16 và mặt tràn là dày 6 phân. Cái bộ sản phẩm này nó cực kỳ là đặc biệt và đã đến bản thân em thì em muốn quay và cũng như là giới thiệu trực tiếp đến các bác. Bởi vì là bộ này thì em đang làm theo một đơn đặt hàng của một bác khách với cái vân, đường vân là chọn vân. Đấy, với cái đường vân là chọn vân thì cái gỗ hương đá thì khi mà chọn vân lên thì sẽ rất là đẹp như này. Khi mà quay video cũng như là khi mà giới thiệu những cái bộ sản phẩm chọn vân như này thì em thú thật với các bác là để mà nói thì rất là khó diễn tả, bởi vì là khi mà nhìn vào đường vân là mình đã thấy rất là cuốn hút rồi. Đấy, bây giờ thì em sẽ giới thiệu qua một chút về kích thước của bộ sản phẩm này. Về đoạn dài thì em đang làm với kích thước chiều dài là 2m60, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m53 và sâu phủ bì thì em làm là 80. Đối với bộ hoàng gia này thì em làm kích thước là chân 16, thì sau khi mà quay xong video này thì em cũng sẽ xếp hàng lên xe để mai giao cho bác khách ở Phú Thọ. Đấy, bộ sản phẩm này chân 16. Và đối với cái lối hoàng gia các bác nhớ, đối với cái lối đục hoàng gia thì nhà mình khi mà sử dụng thì sẽ không bao giờ sợ là bị lỗi mốt. Đấy, vách tựa lưng thì em làm là vách tựa lưng khung gương, nhưng mà nó có hơi khác một chút, đó là bình thường nếu mà các bác thấy vách tựa lưng khung gương thì em sẽ có đục những cái lá nhỏ nhỏ ở đây đúng không ạ, nhưng cái sản phẩm này thì em làm vách khung gương gọi là nguyên luôn, không đục một cái gì, các bác có thể thấy không ạ, không đục một cái gì. Những cái sản phẩm mà chọn vân như thế này các bác nhớ thì em sẽ hướng và cũng như là tư vấn cho các bác khách hàng là phun màu trần, tức là không bắn màu, và phun gọi là màu cánh gián nhạt một chút cũng được, hoặc là mình bắn thẳng màu trần của gỗ. Đấy, tức là không bắn màu vào nữa mà để thẳng cái màu trần của gỗ. Như thế thì nó sẽ lộ được những cái đường vân rất là xuất sắc. Còn nếu mà những các bác nào mà nhìn thấy những cái sản phẩm mà ví dụ mà có bắn màu quá là đậm ấy, thì những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm mà thường là người thợ mộc họ rất là thích, người thợ phun họ người bán hàng họ rất là thích bắn những cái màu như vậy. Bởi vì sao các bác biết không ạ? Cái hàng mà nó không được đẹp ấy, bắn màu lên nó sẽ che được hết được cái khuyết điểm. Thế còn cái hàng mà đẹp ấy, mình để màu trần nó cũng đã đẹp rồi các bác ạ. Đấy. Để mà có một cái con hàng mà vân đẹp như này các bác nhá, mà không sâu không xia, thực sự nó rất là khó. Thật sự nó rất là khó và phải chọn gỗ cũng như là phải nhập gỗ nhiều rồi mới có một con hàng như vậy. Tay của bộ sản phẩm này thì em làm dáng tay chữ C. Có rất nhiều bác thích kiểu với cái dáng tay chữ S, nhưng mà có những bác thì lại rất thích cái dáng tay chữ C như này. Đấy, đến với bản thân em thì cả hai dáng tay đều đẹp. Nhà mình có thể lựa chọn dáng chữ C này thì là truyền thống ạ. Dáng chữ C này thì là dáng truyền thống các bác nhá. Và tay đặc hoàn toàn. Các bác thấy không ạ? Tay đặc hoàn toàn 100%. Và cái điểm đặc biệt nhất của bộ sản phẩm này đó chính là cái mặt tràn này. Cái tấm mặt tràn này thì em làm với độ dày là 6 phân. Cái hàng trong những cái video lần trước thì các bác đã thấy em giới thiệu rất là nhiều lần những cái hàng mặt tràn 6 phân đúng không ạ? Và đa phần những cái hàng mặt tràn 6 phân ấy, để mà làm chọn vân thì cái mức đầu tư nó sẽ rất là cao. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu mà để làm một bộ sản phẩm thông thường đúng không, thì có thể xẻ cái tấm vân này được rất là nhiều bộ. Nhưng mà đối với một bộ mặt tràn 6 phân mà dày như này thì chỉ làm riêng được một bộ thôi. Cho nên là đối với cái bộ mặt tràn 6 phân khi mà để lựa chọn vân nó giá nó rất là cao hơn so với những bộ khác, nó là như vậy. Đấy, từ phần vách này các bác thấy này, từ phần vách lưng này, đây là vách lưng, đây là vân của vách lưng, các bác thấy nó dã man không ạ? Vách lưng này cũng như là mặt ván ngồi, ôi dồi ôi, chỉ thấy toàn vân là vân thôi ạ. Bộ sản phẩm này thì đã được bác khách của bên em ký rồi. Đấy, mặt vân trước và mặt vân sau nhá, đây là cái minh chứng cho cái việc mà các bác có đặt câu hỏi, đó là vân của em có phải là vân vẽ không mà sao nó đẹp như thế. Thì đây ạ, đây là câu trả lời luôn nhá. Nếu mà để các bác kiểm chứng xem là vân đường trước với cả vân đường sau thì các bác sẽ biết ngay là vân vẽ hay không. Hai chi tiết tiếp theo của bộ sản phẩm này thì em muốn giới thiệu cho các bác là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn thì chiều ngang em có làm là 1m1, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m47 và sâu là em làm phủ bì là 80. Đấy, đây là chiếc ghế đơn đầu tiên này. Vân vách rất là nhiều, vân ván cũng rất là nhiều, toàn bộ đều là vân chỉ hết các bác nhé. Cái chất liệu gỗ hương đá nó là chất liệu gỗ vân chỉ, nó rất là nổi, nó không như gỗ gõ đỏ. Gõ đỏ nó là vân loang, nhiều khi là mình chọn gỗ nó cũng không có được. Đấy, còn gỗ hương đá nó là vân chỉ, chọn lên nó rất là đẹp. Đây, giờ chiếc ghế đơn tiếp theo của bộ sản phẩm đây ạ. Và một cái chi tiết cũng rất là lớn đối với bộ sản phẩm đó chính là chiếc mặt bàn to như này. Mặt bàn to như này để mà lựa chọn nó cũng rất là giá trị đấy ạ. Mặt bàn với em làm với cái chiều rộng mặt bàn là 79 và chiều dài là 1m59. Đấy, mặt bàn là liền tấm các bác nhá. Mặt bàn là liền tấm, mặt tràn 6 phân và liền tấm. Đấy, có cả hai ngăn kéo ở hai đầu. Bàn thì em làm hai ngăn kéo. Hai cái chi tiết nhỏ của bộ sản phẩm này đó chính là hai chiếc đôn. Một đôn là đôn kẹp bàn và một đôn là đôn ngồi. Đôn kẹp bàn này thì nó sẽ có cái kích thước cao bằng bàn để làm sao mà kê cạnh bàn nó sẽ phù hợp. Và hai cái chi tiết nhỏ cuối cùng là hai chiếc đôn ngồi.
hai chiếc đôn ngồi thì em làm kích thước là 40x40. Tổng thể bộ sản phẩm này thì cái mức đầu tư của nó cũng rất là em xin giữ bí mật cho bác khách hàng hiện tại mà đang sở hữu bộ sản phẩm này. Đối với cái hàng mặt tràn 6 phân thì khi mà sử dụng ấy, nó làm trọn vân ấy, thì nó rất là tương đối đấy ạ. Và bác nào mà sử dụng những cái bộ 6 phân của em như này mà đã hoàn thiện xong thì em sẽ tặng thêm kính bàn và kính đôn cho các bác sử dụng. Ngoài ra thì sẽ miễn phí vận chuyển 50km đầu tiên và bảo hành sản phẩm trong vòng 5 năm các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.